Quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Top Việt Nam trên kênh truyền hình VTC 10 Nét Việt. Quý vị thân mến, du lịch trên biển dường như là lựa chọn hàng đầu của mọi du khách mỗi khi có dịp. Thế nhưng chọn đi đâu và đi bằng phương tiện gì thì lại mang đến những trải nghiệm vô cùng khác biệt. Trong chương trình ngày hôm nay, xin mời quý vị cùng đến với một vùng vịnh được mệnh danh là nơi rồng con đáp xuống, với vẻ đẹp còn nguyên sơ và cảnh quan vô cùng ngoạn mục. Tại đây bạn sẽ có những trải nghiệm không thể nào quên trong suốt chuyến hành trình. Xin mời. Có một thiên đường bí ẩn nằm ngay gần kề vịnh Hạ Long nổi tiếng. Đó là nơi bạn có thể khám phá những hang động đá vôi kỳ vĩ. Đến với những làng chài xinh đẹp và ẩn mình vào thiên nhiên hoang sơ. Đắm mình trong không gian lãng mạn của bình minh và hoàng hôn trên biển. Và tận hưởng những trải nghiệm vô cùng hấp dẫn, tuyệt vời. Đó chính là vịnh Bái Tử Long, thiên đường ẩn giấu. Bạch Long Vĩ hay vịnh Hạ Long thì vịnh Bái Tử Long giống như một nàng công chúa còn đang ngủ quên với vẻ đẹp rất là hoang sơ và kỳ vĩ. Và cách tốt nhất để khám phá những vùng vịnh hoang sơ và kỳ vĩ như thế này đó chính là du thuyền. Thực ra thì hình thức du lịch bằng du thuyền không còn quá mới mẻ ở Việt Nam. Bởi đất nước chúng tôi thì có bờ biển dài và nhiều vùng vịnh đẹp. Thế nhưng đến với vịnh Bái Tử Long, một nơi mà có chất chứa rất là nhiều vẻ đẹp ẩn giấu như thế này, thì có lẽ một chiếc du thuyền mang hơi hướng cổ điển và sang trọng chính là lựa chọn hàng đầu. Trước hết thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu một số thông tin về vùng vịnh này nhé. Bến tàu ra vịnh Bái Tử Long chỉ cách sân bay Nội Bài Hà Nội 2 tiếng di chuyển bằng ô tô, hoặc 60 phút từ sân bay Cát Bi, thành phố Hải Phòng. Nằm ở vị trí chiến lược, bến Hòn Gai, Bái Tử Long, du khách có thể dễ dàng đến thăm một số điểm đến nổi tiếng khác của Quảng Ninh như núi Bài Thơ, chợ Hạ Long. Các du thuyền đều có xe đón du khách từ Hà Nội. Việc duy nhất du khách phải làm là chuẩn bị sức khỏe và sự hào hứng để tham gia chuyến hành trình khám phá thiên đường ẩn giấu này. Từ khoảnh khắc bạn bước qua cánh cửa gỗ tráng lệ của du thuyền Emperor Cruise Hạ Long, bạn ngay lập tức nhận ra đây không phải là chuyến du lịch bình thường như bao tàu du lịch khác tại Việt Nam. Đó
Con tàu được thiết kế phản ánh phong cách của những năm 1930 với 8 phòng xuôi, có ban công riêng nhìn ra vịnh Bái Tử Long. Đồng thời toàn bộ cửa, tường được mở rộng hết sức có thể và thay thế vật liệu tường gạch, gỗ bằng kính chịu lực. Emperor Cruise hứa hẹn sẽ phá vỡ giới hạn thông thường của các du thuyền khác tại Việt Nam, đem lại bầu không khí thoáng đãng, trong lành, thoải mái và gần gũi với thiên nhiên nhất. Dọc trên du thuyền là một loạt các phong cách nghệ thuật tuyệt vời như sơn mài, dầu trên vải, giấy, gốm được bài trí trên nền kiến trúc cổ xưa của con tàu từ những năm 1930, đã tạo ra một bầu không khí trang nhã mang đậm dấu ấn Đông Dương. Điều này khiến bạn có cảm giác như lạc chân vào một bảo tàng nổi trên biển vô cùng đặc sắc. Đây thực sự là một du thuyền khác biệt, độc đáo và vượt trội trên vịnh Hạ Long và Bái Tử Long. Bạn có thể khám phá sự phong phú của nghệ thuật, văn hóa và lịch sử Việt Nam thông qua những tác phẩm nghệ thuật trưng bày trên tàu này. Đó cũng là lý do mà vào ngày 11 tháng 6 năm 2017, đoàn đại sứ UNESCO đã chọn du thuyền Emperor làm phương tiện để khám phá vùng vịnh Bái Tử Long. Tiến dần vào khu vực vịnh Bái Tử Long. Ngay từ lúc này thì Huyền Trang đã có cảm giác vô cùng hứng khởi. Hãy chuẩn bị máy ảnh của mình luôn sẵn sàng, bởi bất kỳ lúc nào chúng ta cũng có thể bắt được những khoảnh khắc vô cùng tuyệt đẹp về vùng vịnh này ở trên con tàu này. Thomas, người quản lý trải nghiệm trên tàu, đang giải thích các quy định an toàn cùng với lịch sử của tàu Emperor Cruise. Cùng với đó là lịch trình, những điểm đến, những hoạt động hấp dẫn và những người sẽ đồng hành với bạn trong suốt chuyến hành trình. Đó là những đầu bếp, quản gia, bartender, người phục vụ. Điều này sẽ giúp rút ngắn khoảng cách giữa mọi người với nhau, khiến bạn có cảm giác thân thuộc hơn với nơi này, giống như đang được ở trong chính ngôi nhà thứ hai của mình vậy. Vịnh Bái Tử Long có 40 hòn đảo lớn nhỏ với 1.909 loài động thực vật, một kho báu sinh vật vô giá của Việt Nam, được du ngoạn giữa những đảo đá xinh đẹp. Vẻ đẹp hoang sơ của vịnh Bái Tử Long với tầm nhìn toàn cảnh từ chiếc thuyền là trải nghiệm không thể nào quên. Bữa trưa trên tàu được phục vụ tại nhà hàng Cần Tránh Điện trên bong chính. Du khách có cơ hội vừa thưởng thức những món ăn Việt Nam ngon miệng, vừa chiêm ngưỡng vẻ đẹp của vịnh Bái Tử Long trước khi bước vào chuyến hành trình khám phá một trong những hang động đá vôi tuyệt đẹp và hoang sơ trong vịnh.
tính đến nay, Vịnh Hạ Long và Bái Tử Long có tất cả 59 hang động, trong đó 23 hang mới được khám phá, 19 hang mở cửa chào đón khách du lịch. Trong đó, khu vực Vịnh Bái Tử Long chỉ có duy nhất hang cỏ được mở cửa cho du khách tham quan. Đến với khu vực Vịnh Bái Tử Long, du khách sẽ tham gia vào hành trình khám phá đảo cỏ và động cỏ, hay còn có tên gọi khác là hang Thiên Cảnh Sơn, hang động duy nhất mở cửa cho khách tham quan du lịch trong khu vực Vịnh Bái Tử Long. Và được biết đây cũng là địa điểm mà chúng ta có thể leo lên cao để nhìn thấy toàn bộ khu vực vịnh này. Xin mời quý vị cùng theo chân Huyền Trang nhé. Đặt chân đến bãi biển cát trắng mềm mại tại đảo Hòn Cỏ, chúng tôi men theo những bậc đá để đến thăm hang Thiên Cảnh Sơn. Đây là một trong những hang động đá vôi còn nguyên sơ và nhiều nhũ đá trong khu vực. Có một điều lạ là mặc dù phải leo lên khá cao mới tới cửa hang, nhưng khi muốn vào hang, bạn lại phải lách mình qua một khe đá nhỏ để bước xuống thấp. Khi bước qua khe cửa hẹp này, bạn sẽ thấy hiện ra trước mắt một không gian vô cùng bằng phẳng và rộng lớn. Nó khiến cho bạn có cảm giác như mình vừa chui qua cổ chai để vào một chiếc chai thủy tinh với rất nhiều nhũ đá được bài trí đầy hấp dẫn và kỳ bí. So với nhiều hang khác trong Vịnh Hạ Long, hang cỏ tuy không có nhiều nhũ đá và kích thước cũng không quá lớn, nhưng lại có ưu điểm là còn rất hoang sơ, nền hang tương đối bằng phẳng, rất dễ đi và rất đáng đến để chiêm ngưỡng trong chuyến hành trình của mình. Hang có hai khoảng riêng biệt với độ cao chênh nhau chừng 4-5 mét. Để vào hang thứ hai, bạn phải theo lối cầu thang đá đi lên. Khác với vẻ kỳ bí của khoang thứ nhất, khoang thứ hai mang đến cảm giác mát mẻ và thoáng đãng nhờ một lối ra khá rộng ở phía cuối đường. Lối ra này hút gió và ánh sáng vào khoang hai, làm cho nhiệt độ khoang hai luôn thấp hơn khoang một và bên ngoài. Khoang hai sẽ làm bạn cảm thấy rất dễ chịu, nhất là sau khi bạn vừa vượt qua gần 100 bậc thang để đến với hang động này. Thank you.
Đứng ở lối ra khoang 2, bạn sẽ dễ dàng nhìn thấy toàn cảnh khu vực vịnh Bái Tử Long với rất nhiều đảo lớn nhỏ xen kẽ với nhau trên nền nước biển màu xanh biếc. Tô điểm trong bức tranh sơn thủy hữu tình ấy là những cánh buồm rực rỡ. Cảnh sắc này khiến con người ta dễ rung động và ngập tràn cảm hứng. Hành trình tiếp tục qua mê cung của các hòn đảo đá vôi từ Hòn Cỏ đến đảo Cúng Đỏ. Đây là khu vực dành cho tàu thuyền ngủ đêm trên vịnh Bái Tử Long. Tại đây, du thuyền sẽ hạ neo. Chúng tôi sẽ được tham gia vào một hành trình khám phá những đảo nhỏ quanh khu vực Cúng Đỏ theo góc nhìn hoàn toàn khác biệt. Trang nghĩ là quý vị không nên bỏ lỡ khi đến với vùng vịnh Bái Tử Long này, đó chính là tự tay trèo những chiếc kayak này để tham quan vịnh. Thực ra thì trèo kayak không khó như là quý vị nghĩ, bởi vì thiết bị này khá là an toàn. Thứ hai nữa là đây là một vùng vịnh khá là kín gió và có nhiều đảo nhỏ. Huyền Trang tin chắc rằng với những chiếc kayak như thế này thì quý vị có thể khám phá vùng vịnh này theo những cái góc nhìn hoàn toàn khác. Và Huyền Trang đảm bảo là nó sẽ rất tuyệt vời đấy ạ. Đã từ lâu, trèo thuyền kayak là một loại hình dịch vụ du lịch độc đáo ở khu vực di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long. Nơi đây cũng từng được tạp chí National Geographic bình chọn là một trong 25 địa điểm du lịch trèo thuyền hàng đầu thế giới bởi lợi thế về địa hình bằng phẳng, ít sóng cùng cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp mang đến điều kiện lý tưởng để du khách trải nghiệm trèo thuyền kayak. Điểm độc đáo mà du khách gặp ở Cống Đỏ Bái Tử Long khi chèo kayak là một ngôi làng cổ còn giữ lại được hầu như nguyên vẹn những nét văn hóa truyền thống vạn trài với dân số khoảng 120 người. Là khu vực khá xa đất liền và các tuyến du lịch tấp nập trong vịnh, nên phong cảnh ở đây còn giữ được nhiều nét hoang sơ và môi trường rất trong sạch. Du khách đến đây có thể quan sát được nếp sống, nếp sinh hoạt của người dân vạn trài, được hòa mình và cảm nhận phần nào cuộc sống giữa lênh đênh sóng nước. Nếu có thời gian, bạn cũng có thể trò chuyện với họ, bởi người dân ở đây cũng rất hiếu khách. Nếu không ngại xa, bạn có thể chèo thuyền đến những đảo đá lớn hoặc những khu vực có nhiều đảo đá liền kề. Bạn sẽ tìm thấy những khu vực còn đặc biệt hơn nữa. Có một điều rất thú vị khi bạn chèo kayak khám phá vịnh Bái Tử Long, đó chính là thi thoảng bạn có thể tìm thấy những bãi biển còn hoang sơ ẩn mình sau những dãy núi đá. Và còn gì tuyệt vời hơn khi mà chỉ có ta với thiên nhiên thôi và tránh xa những bụi bặm của thành phố nhá. Thank you.
Sau khi chèo thuyền kayak đi xung quanh khám phá vịnh, chúng tôi trở về tàu và lên boong chính để tham gia một bữa tiệc uống trà chiều. Tôi vừa ngồi chiêm ngưỡng cảnh sắc bầu trời đổi màu khi hoàng hôn dần buông xuống, vừa nghe anh trưởng, người phụ trách tiệc trà giới thiệu về những loại trà đặc sản của Việt Nam và văn hóa uống trà của người Việt một cách đầy tâm huyết và đam mê. Có lẽ trưởng cũng là người yêu trà, giống như tôi, nên việc thưởng trà dường như là để thư giãn và trò chuyện cuối ngày. Còn với những người bạn ngoại quốc, việc uống trà và thưởng thức trà dường như mang đến rất nhiều những khám phá thú vị về văn hóa Việt Nam với họ. Khi bạn nhấp một ngụm trà, hãy nghĩ đến cuộc sống của chính chúng ta và nghĩ đến những điều thú vị phía trước, nghĩ đến những gì đã qua, giống như một thứ giác quan vậy. Nếu một số quốc gia ở châu Âu vào buổi sáng khi thức giấc, bạn thường nghĩ đến một ly latte hay espresso, nhưng với một chén trà thôi, chúng tôi luôn làm như thế này. Người Việt Nam lặp đi lặp lại điều đó vào mỗi sáng một cách rất phổ biến. Chúng tôi sẽ nhắm mắt lại, cảm nhận và suy nghĩ. Đó là lý do vì sao chúng tôi gọi nó bằng từ ẩm, có nghĩa là uống và suy nghĩ. Chiều mát, ngồi ngắm hoàng hôn trên boong tàu giữa một không gian thanh bình hùng vĩ của thiên nhiên mà nhấp một ngụm trà Tân Cương ướp nhài, quả là mang đến cảm giác rất thư thái và dễ chịu. Chúng tôi cũng ngồi ngắm trời, biển và các đảo đá và trò chuyện với nhau cho tới tận khi mặt trời nhường chỗ cho mặt trăng thì mới trở về phòng. Huyền Trang thân mến, tôi là trưởng, quản gia của bạn ở trên tàu Emperor. Tôi tin rằng bạn đã rất hài lòng với bữa trưa ngày hôm nay. Tôi muốn chắc chắn rằng bạn vẫn hoàn toàn hài lòng với lựa chọn của mình theo thực đơn à la carte tại Cần Chánh Điện vào lúc 7 giờ tối nay. Một phần không thể thiếu trong những chuyến du lịch đó chính là ẩm thực. Huyền Trang đang rất nóng lòng muốn thưởng thức bữa tối theo thực đơn à la carte, một kiểu ăn dành cho những khách hàng muốn chọn những món mà mình thích có trong thực đơn của nhà hàng. Và phong cách này tuy là ở trên đất liền không còn quá mới mẻ nhưng quả thật rất độc đáo khi ở trên một du thuyền giữa một vùng vịnh như thế này. Đây đều là những món ăn được chế biến bởi những nguồn nguyên liệu tươi ngon ở vùng vịnh Bái Tử Long với những cách trình bày và cách chế biến vô cùng đẹp mắt. Ngay bây giờ xin mời quý vị cùng theo chân Huyền Trang đến Cần Chánh Điện và thưởng thức bữa tối nhé. À la carte theo tiếng Pháp có nghĩa là đáp ứng theo yêu cầu. Trong ngành nhà hàng, à la carte là một loại thực đơn để khách có thể tự chọn lựa bất cứ món ăn nào có trong thực đơn của nhà hàng để gọi tùy theo sở thích của mình và tùy khách hàng muốn nhiều hay ít đồ ăn mà gọi cho vừa đủ,
thay vì những set menu cố định như ban đầu. Hiểu nôm na rằng bạn hoàn toàn có thể yêu cầu đầu bếp chế biến cho riêng mình với loại món ăn và định lượng mình thích. Đối với một nhà hàng ở đất liền, việc áp dụng thực đơn a la carte khá dễ dàng bởi nguồn nguyên liệu luôn tươi ngon và sẵn có. Nhưng đối với một du thuyền nghỉ đêm trên vịnh như thế này, việc áp dụng thực đơn a la carte là một sự cố gắng không hề nhỏ của đội ngũ những người làm bếp và phục vụ. Điều đó đã mang đến sự khác biệt so với thực đơn ở nhiều tàu nghỉ đêm khác, và nó thực sự khiến Huyền Trang có cảm giác được chiều chuộng và chăm sóc tốt hơn. Thêm một điều thú vị nữa từ ẩm thực trên tàu, đó là các món ăn đều mang đậm dấu ấn ẩm thực Việt như nộm hoa chuối tôm thịt, cua biển sốt me, bánh chuối đốt. Tối bạn có thể tự do và tùy hứng lựa chọn một trong số các hoạt động như xem phim, chơi board game, thưởng thức các dịch vụ spa hay câu mực đêm. Nếu may mắn bạn có thể câu được tới vài con mực to cỡ hai ngón tay mà không mất quá nhiều thời gian. Tôi quyết định xem bộ phim Đông Dương. Bộ phim được quay ở cố đô Huế và vịnh Hạ Long vào đầu năm 1990 tại đây. Chúng tôi đã vô cùng thích thú với bộ phim này, cứ như thể chính mình cũng đang được sống trong không gian ấy. Một trải nghiệm tuyệt vời để kết thúc một ngày với nhiều hoạt động thú vị. Đến đây thì chương trình cũng xin được phép khép lại. Hẹn gặp lại quý vị trong phần 2 của chương trình với những điểm đến hoàn toàn mới, những trải nghiệm vô cùng tuyệt vời sẽ đến trong những ngày tiếp theo. Xin chào!